Dự báo giá xăng trong vài ngày tới mùng 9 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3. Giá xăng trong nước có thể tăng trong tuần này. Theo các chuyên gia, giá bán lẻ trong nước có thể lên sát 30.000 đồng một lít vào kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 3 nếu nhà điều hành không can thiệp bằng các công cụ bình ổn giá. Giá dầu thô leo đỉnh khiến giá thành phẩm mặt hàng này tại thị trường thế giới cũng không ngừng đi lên. Theo dữ liệu được Bộ Công Thương công bố tới ngày 7 tháng 3, giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường Singapore với xăng RON92, loại dùng pha chế xăng E5 RON92 là 142,01 USD một thùng, xăng RON95 là 145,88 USD, dầu diesel 158,44 USD mỗi thùng. Như vậy, từ mùng 1 tháng 3 đến nay, giá thành phẩm thế giới đã tăng gần 20% mỗi lít xăng, dầu. Việc này khiến chênh lệch giá cơ sở dùng để tính toán giá bán lẻ trong nước và giá thế giới ngày càng tăng. Một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội cho biết, với giá cơ sở ngày 7 tháng 3, giá bán ra trong nước đang âm khoảng 3.800 đồng một lít, dầu diesel âm 4.800 đồng mỗi lít. Theo đó, giá bán lẻ trong nước có thể lên sát ngưỡng 30.000 đồng một lít vào kỳ điều hành ngày 11 tháng 3 nếu nhà điều hành không can thiệp bằng các công cụ bình ổn giá, như xả thêm từ quỹ bình ổn xăng dầu, hiện còn khoảng 620 tỷ đồng. Trước sự biến động lớn về giá, các doanh nghiệp cho rằng nhà nước cần nhanh chóng điều chỉnh giá xăng dầu cho phù hợp với thị trường, thay vì chờ tới kỳ điều hành ngày 11 tháng 3.